Với có quà của rồi mình mở ra nghe đó. Cả nhà hôm nay gia đình Cẩm Thi chuẩn bị trang hoàng nhà for Christmas, mừng Chúa Giáng sinh. Anh Huy đằng kia đang giăng cái dây để cả nhà có đang sửa soạn nhà for Christmas chưa? Sau lễ Thanksgiving á, thì mình thường thường mình sửa soạn qua mùa đông, đón mừng Chúa Giáng sinh. Đồ decorate mà mùa thu á, thì mà phải dọn dẹp đi. Ôi ôi cái này nó bị cháy một một dây đèn rồi cả nhà. Nó còn có hai một bên thôi. Đây bị cháy rồi, để cỡ sửa lại làm sao. Ok, bây giờ mình sẽ hoàn tiếp nha cả nhà. Mình xong hoàn đây là những cái box là người ta thăm gì cả anh. Chỉ là mình có hai cái dây ngắn mình nối lại sao? À, chỗ này chân đấy hả? Đúng rồi, đúng rồi. Chứ mình không có cái dây nào dài nữa. Huy hai nè. Hello. Huy, hôm nay nghỉ nhà tranh thủ làm cho nó xong, ngày mai đi làm rồi. Không, găm lên đèn cả. Cái này ở ngoài. Ngoài. Cái này ở đây này. Cái này trong này. Đây chân để đằng. Nhiều lúc á anh có nhiều người không có đạo mà cũng trang hoàng nhà cửa đón đón Christmas á anh. Thì em nói vậy đó. Cái này phải hút bên ngoài này chứ đừng có để vậy. Anh Huy good job. Ngắn ngắn đỏ đỏ sát lên trên nữa anh. Cái này là nhà Cẩm Thi 4 người và có Lucky nữa. Đây là nè, Christine, là Casey, Thi và Huy, nhưng mà trên trong giấy tờ là Linh đó, Lucky. Giờ mình treo lên cái lò sưởi. Bàn thờ Chúa của gia đình Cẩm Thi. Thêm một dây nữa nè, cho anh thấy đẹp hơn nãy không? Mà anh thấy đẹp không? Đẹp hơn nãy không? Vậy hả? Xòe nữa hả? Để gương cái đầu tròn lên hay để vậy? Vậy hả? Để thẳng lên vậy hả? Mình tắt đèn thấy đẹp không ha? Tắt đèn đẹp quá ha? Hôm bữa anh Thi mua cái miếng trải bàn thì về có long long vậy nè, anh Thi cũng la quá trời ơi, ôi ơi long long vậy không đẹp. Cây xì Thi đi mua. Gắn mấy cái cục châu lên rồi cả nhà ơi, đã hoàn tất rồi. Rồi đây là hang đá Cẩm Thi mới decorate xong cả nhà. Rất là nhanh. Mình lấy cái wrap á. Cái này nè, giấy này nè.
niệm là nhà mới là 2010. Mình mua về để mình nhớ. Mình nhìn là lúc mà mình nhỏ mới đi đâu. Cái này ông bà ngoại mặc nè. Rồi lúc này ông bà ngoại mặc cái sợi thôi. Cái hình cây si lúc còn nhỏ cũng bốn chắc là 4 tuổi. Đây là Christine hồi nhỏ đây, chắc khoảng 6 tuổi. Christmas là about gì con? Casey? Family là gì nữa? Jesus sanh ra đời là đấng gì? Đấng cứu thế phải không? Savior. Cả thế giới là đón mừng Chúa Giáng sinh. Casey có idea bỏ đèn cầy nhỏ nhỏ vào trong hang đá của Chúa hả? Chúa sanh ở đâu con? Jerusalem. Nhưng mà nơi cái chỗ máng lừa nè. Gọi Chúa ha, sanh ra rất là nghèo nàn ha. Wow, đẹp quá. Ok, trời ơi, nó tụt. Hả? Hôm nay Cam Thi trời ơi có quà của Tristan Cao. Rồi mình mở ra nghe. Đó, chị Tristan Cao là fan của gia đình rất là dễ thương. Gửi quà cho trước Christmas. Tristan Cao. Nói đi. Xin cảm ơn chị Tristan. We love you so much. Oh, đúng rồi. Trời ơi, chị dễ thương quá chị. Công trình đó mua rồi gửi. Yeah. Không biết chị này cho tặng áo dài nhiều không? Yes. Lúc mà đám cưới đó, so nhớ không? So appreciate. Ok. Yeah, mỗi lần có gì nha. Ôi, áo dài, áo dài. Wow. Wow, nhiều quá. Nhiều quá. Cái này là mặt Tết rồi nha. Anh ơi, có quà anh ơi. Chị xí quà anh ơi. Thank you. Yeah, so much. Oh, wow, con với giống nhau hả? We're matching. Ah, thank you. Này của ai? Oh, chắc daddy quá. No, it's yours. Oh, okay. Mẹ. You and daddy are matching. So cute. Oh, yeah. Daddy thiệu thật so much. Trời ơi, Casey nữa. Wow, đẹp quá hả? Christine. Casey. Oh. Anh. Coi nè. Me and Christine all have Christine matching. Tặng em anh cái áo nè, coi này nhà Nana anh. Oh, that's so nice. Ôi ơi. Wow, đẹp quá cây xí. Nè anh coi đi, đẹp wow. Không? Wow. Ừ, mình khoác ở ngoài á, mình mặc đồ ở trong á, vest này nọ đó. Christine nha, beautiful. Em với anh mask luôn anh. Yeah, nè. Wow. Thank you. Christine. Cô nha, cô là cô. Cô hả? À, cô chứ quên hả? Cô Christine nói đi. Quên hả chị? Không phải chị được, tại vì cô lớn tuổi rồi, nhỏ hơn mẹ chút thôi. Con lấy lại đi. Cảm ơn chị Christine. Đúng không? Oh, Christine. Trời ơi, đẹp quá vậy. Trời ơi, Tây Phong. I love Tây Phong. À, vậy hả? Rồi. Anh biết rồi. Trời ơi, nó mặc đẹp quá trời. Đúng. Vậy Tết con mặc này hả con? Trời ơi, sao? Nó mặc cái áo ở trong luôn rồi, mặc vô. À, con thích Tây Phong hả? Yes, I love. Giống Barbie hả? Barbie. Wow, đẹp quá nè. Để cái tay lên nè. Wow, đẹp quá. Wow. Cả nhà nếu mà thích. Vừa quá hả? Thì vừa, trời ơi, nó mặc ở trong nữa đó. Nếu mà cả nhà thích á, áo dài mặc cho mùa Tết này á thì nhớ gọi
Đó, mình thi áo dài ở trên Facebook á. Đó, để coi mẹ coi coi. Mẹ lát đó. Ôi, của mẹ có nguyên bộ luôn con. Ủa, có quần nữa. Wow, đẹp quá hả? Christine gửi về rất là thank you Christine Cao. Cảm ơn cô Christine Cao. À, rất nhiều ha. Trời ơi, nhiều quá, đẹp quá. So pretty. À, lấy ô có cái quần nữa con. Wow. Công nhận mình mua một cái đã khó rồi mà Christine mua rồi tặng cho mỗi người coi như biết từng sở thích của mọi người khó lắm á. Rất là sâu sắc. So con ha. Sweet. So sweet. Này lá oh, chắc con so vừa á. Hả? Wow, đẹp quá. Wait, that's so pretty. Ôi, cái này là áo dài màu trắng có bông hoa đào của Tết. Wow, đẹp quá. Cái si mới đi thể dục về nên ôi trời mặc quần sọt. Trời kỳ quá. Hả? Rồi quay cho mẹ coi đi ơi. À, rồi, like đẹp this. Rồi. I feel like đẹp phải không? Cô dâu. Vậy hả? Cái áo dài đó đó là mặc với cái quần này. Đó. Cái quần hồng hồng đậm này nè, đó, nguyên một bộ vậy đó con. Đó, tại vì đó cái hồng này nó mát với cái bông. Wow, đẹp quá. Cái nào con cũng thích hả? Thích không? Yes. Ôi, cảm ơn Christine Cao rất là nhiều nha. We love you Christine Cao. Go. Go Christine Cao. Rồi, bông này đẹp quá nè. Casey có ba cái áo luôn, dễ thương không? I like this one. Dễ hả? Đẹp không? Dễ cherry thương ha. Cherry blossoms and butterflies. Oh, cái đó favorite của con hả? Yes. Oh. Cảm ơn cô Christine Cao. Rồi gì nữa? Vemus là gì? Very nhiều. Rất nhiều. Rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Rồi. Sao rất thích quá ha, cái nào cũng đẹp hết con ha. Ôi, mẹ cũng thích quá ha. Trời ơi, cô cho quà nhiều. Mẹ có hai. Nhiều quá, ai cũng nhiều hết con. Cái si khoái quá, nhảy rồi. Rồi, Christine không có ở nhà. Con của Cam Thi cũng tên Christine luôn. Đó. Orange. It's orange. Ủa gì hả? Like Cam Thi Orange Family. Cam đúng không? Đẹp ha. Cam Thi. Tết mình mặc mấy cái này rất là dễ thương nổi nè. Đẹp quá ha. Vải đẹp ha anh. Cứng không? Cứng á. Kiểu mà đàn ông rộng rộng vậy thôi. Rồi anh chồng vô thử coi em với màu xanh luôn á. Rồi cũng vừa hả? Rồi mặc áo trong nữa mà. Đó, Tết nè, cũng vừa anh hả? Trời ơi, vậy là đẹp quá rồi. Còn mặc áo trong nữa anh. Thấy cũng vừa anh, ha. Wow, đẹp rồi. Trời ơi, thích không? Nói gì? Thank you, Christine. Good job. Trời ơi, em tính mua màu xanh mà Christine đã gửi màu xanh. Hay thiệt á. Quá trời đẹp. Gắn IC Snowflake nè. Đó. Bữa nay lạnh không anh? Trời ơi. Đây đi văn cái nhà quấn đầy cây luôn. Ơi. Quá trời đèn luôn ha. Thì để thi quay từ xa nha. Cây có nhiều mấy cái cục treo nè. Cục châu á. Đó, bật đèn lên mới đẹp ha cả nhà. Quá, mình bắt đèn cho bắt đèn tiếp. Ý nói một năm qua nhanh quá phải không? Mỗi ngày nó cũng qua nhanh lắm thời gian. Lời hay là Noel tháng 12 là Noel xong rồi đó. Lời hay tới Tết à? Nhanh thời gian. Bởi vậy mình làm gì được mình ráng làm ha. Đừng đợi ngày mai ha. Đèn đã lên rồi, để đi gắm đèn decorate phía ngoài nhà nè. Cái si đẹp không? Mình chiếu được cái cây nó đẹp hả? Snow.
Lucky đã. Lucky đã. Sợ đúng là. Ok. Rồi, con đi bye bye cả nhà nha. Yeah. Rồi, đây đi trang, trang hoàng kìa. Ok. Thank you. Chúc cả nhà một một mùa holiday thật vui vẻ và bình an, hạnh phúc. Bye bye. See you next time. Goodbye. Yeah. Merry Christmas. Huh?